Thưa quý vị, những ngày qua, tại các vùng sóc của đồng bào dân tộc Khmer ở tỉnh Sóc Trăng trở nên trầm lắng, bà con ai cũng tiếc thương khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Theo bà con đồng bào dân tộc Khmer ở Sóc Trăng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là sự mất mát lớn lao với toàn đảng, toàn quân, toàn dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Như thông lệ, mỗi buổi sáng tại nhà ông Trầm Chài Xuôi ở ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng là nơi để người uy tín dân tộc Khmer uống chén trà, bàn về chuyện làm ăn, kinh tế, học hành của con em vùng dân tộc Khmer. Nhưng vài ngày gần đây, khi nghe tin về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không khí dường như trầm lắng hơn. Rất là biết ơn bác, rất là quan tâm về chủ trương chính sách đối với vùng dân tộc, đối với xã tụi tôi đó là coi như là trên 80% là người dân tộc Khmer. Về lộ nông thôn đó, là coi như là đi tới đồng ruộng, về khâu vận chuyển này nọ là rất là thoải mái cho dân. Cái thứ hai về khoa học kỹ thuật, coi như là được sự hỗ trợ của nhà nước. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer luôn dõi theo thông tin về việc tổ chức lễ quốc tang Tổng Bí thư trên các phương tiện truyền thông. Nhiều bà con đồng bào Khmer bày tỏ sự tiếc nuối khi không đến tận nơi để chân hương tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư là một người đảng tốt, lãnh đạo tốt, mà quan tâm dân, thì dân chúng tôi thương tiếc đối với Tổng Bí thư. Mãi mãi là trong lòng của dân chúng tôi. Tại chùa Sâm Rông, phường 5, thành phố Sóc Trăng, những ngày này các hoạt động vui chơi du lịch trở nên vắng vẻ trầm lắng. Theo ban quản trị nhà chùa, mỗi hoạt động vui chơi giải trí tại đây đều tạm ngưng. Đồng bào dân tộc Khmer nơi đây ai cũng xúc động trước tin ra đi của Tổng Bí thư. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi rồi. Mình là rất là mất mát rất là lớn, không được có ngày nào nghỉ ngơi. Ngài đã làm cho tới đến ngày đã đi với Phật thì tôi rất là đau lòng, xót xa, thương bác. Bác đảm nhiệm Tổng Bí thư thì đồng bào người Khmer nói chung 54 dân tộc đều phát triển, gia đình ai nấy đều có công ăn việc làm. Tỉnh Sóc Trăng có trên 30% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, nhiều nhất cả nước. Với 94 ngôi chùa Nam Tông Khmer, những ngày này không khí tại các nơi thờ tự phung sóc khá trầm lắng. Tất cả bày tỏ sự tiếc thương và hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn mãi trong mỗi tâm trí của bà con đồng bào dân tộc Khmer ở Sóc Trăng.